Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Ukraine ngày 8 tháng 11, Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kubyans. Kênh Riba đưa tin ở hướng Starobel gần Kubyans, quân đội Nga tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine. Do tình hình phức tạp, Ukraine đã tập hợp những đơn vị quan trọng để tăng cường phòng thủ trong trường hợp Nga tấn công toàn diện. Trong vài ngày, lực lượng phu trang Nga đã dọn dẹp vị trí đổ bộ di chuyển khỏi Pervomaiskoye và mở rộng vùng kiểm soát. Tuy nhiên như trước đây, tiến độ không thể nhanh chóng do khu vực bị giải mìn dày đặc. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Sinkovka, nơi giao tranh đã bước vào giai đoạn thế trận. Nga đang củng cố loạt vị trí đã giành được, trong khi Ukraine thậm chí không cố gắng phản công do tổn thất nặng nề. Ngoài ra, quân đội Nga đang tiến hành tập kích gần đường Tim nơi lữ đoàn bộ binh 41 và 54 Ukraine đang chấn giữ, và ngay phía nam Lữ đoàn 41 của Kiev đang cố gắng phản công từ Ivanovka nhưng không thành công. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến, nguồn cung cấp của nhóm đã được khôi phục. Một cầu pha mới được lắp đặt tại Kubians, Uzlovoye. Pháo binh của lữ đoàn pháo binh số 40 Ukraine từ ngoại vi Petchanoye tiến hành giải miền từ xa trên khu vực. Rõ ràng Nga đã đạt được những thành công đáng kể trong khu vực này, cải thiện tình hình chiến thuật. Tuy nhiên, để tăng cường tập kích vào khu vực kiên cố Kubians, ít nhất cần phải cắt nguồn cung cấp của nhóm. Điều này vẫn chưa thể thực hiện được vì Ukraine đang nhanh chóng khôi phục những cửa khẩu vượt sông. Trên hướng Solida tại sườn phía bắc Bakhmut, trong khu vực hồ chứa Bokovka, Nga đã kiểm soát một số vị trí dọc tuyến đường sắt. Bị tổn thất, Ukraine buộc phải rút lui về vườn ươm Valianovsky bỏ lại trang bị. Nga mở rộng bàn đạp, sẵn sàng công phá Abivka. Kênh Riba cho biết theo hướng Donetsk, tại sườn phía bắc pháo đài Abivka, Nga dồn dập nã mưa hỏa lực vào lực lượng đối phương đang cố thủ trong công sự bê tông quân đội Nga tiếp tục giành thêm những vị trí bàn đạp, tiến hành một cuộc tấn công có hệ thống với tổn thất nhân lực tối thiểu. Ở sườn phía Nam, phía Ukraine xác nhận các đơn vị Nga đã tập hợp ở hai nơi phía Tây đường sắt theo hướng Stepnovoe, Petrovskoye và việc truy quét đang được tiến hành. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công bằng bom chùm trong nỗ lực làm chậm cuộc tấn công của Nga tại bãi chứa xỉ thải, tình hình không có gì thay đổi. Sau khi rút lui khỏi đó, pháo binh Ukraine đang bắn cấp tập vào cao điểm này, đồng thời tăng quân chấn giữ sườn phía đông gần nhà máy luyện than cốc Abdiivka. Theo kênh Aiden, Nga mới giành thêm được các vị trí dọc theo tuyến đường sắt phía bắc hướng tới Abdiivka, đang củng cố cùng với ngọn đồi công nghiệp. Bước tiếp theo, Nga có thể sẽ tấn công Stepnove ở phía bắc cũng như Sivernes tại phía nam. Sau khi Nga giành được hai khu định cư nhỏ này, nhiệm vụ bao vây Abdiivka gần như đã hoàn thành lực lượng Ukraine sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Quân Nga cũng sẽ tấn công về phía bắc hướng tới Novo Kalinove và Keramik. Nếu các thị trấn này thất thủ, sườn phía bắc của Nga sẽ được đảm bảo. Khi đó Ukraine sẽ có rất ít hy vọng giành được ngọn đồi và Krasnohorivka về cơ bản không có hy vọng đảo ngược vòng vây. Ngoài ra, nếu nỗ lực đẩy về phía Bắc này thành công, Nga sẽ có thể mở rộng sườn phía Bắc dọc theo đường dây cũng là khu vực có độ cao trong bản đồ dưới đây. Ở lối vào của Abibka, chúng ta có thể mong đợi một cuộc tấn công nhỏ được sử dụng để giữ chặt quân Ukraine ở nguyên các vị trí, làm giảm tính linh hoạt của các tuyến phòng thủ. Có lẽ không nên mong đợi nhiều tiến triển, nhưng căn cứ cũ ô màu đỏ là điểm mạnh của Ukraine, là cây gai đối với Nga, có thể sẽ bị tấn công bổ nhỏ. Nhìn chung đây sẽ là một chiến dịch tấn công chậm, tương tự như Bakhmut, với sự khác biệt duy nhất là kích thước, Abibka nhỏ hơn nhiều nên có thể sẽ thất thủ nhanh hơn, vì nó sẽ không có pháo đài đằng sau như Yar Ukraine triển khai khí tài mới tầm xa đầy uy lực. Newsweek đưa tin, một nhà sản xuất công nghiệp quốc phòng Ukraine hôm thứ Hai 6 tháng 11 thông báo rằng các máy bay không người lái cảm từ nội địa đã sẵn sàng được triển khai. Ông Smetandin, tổng giám đốc của nhà sản xuất khí tài nhà nước Uroboromprom cho biết, các máy bay không người lái có tầm bay tối đa 1.000 km được sản xuất với sự trợ giúp của các nhà cung cấp nước ngoài. Nó đã được sản xuất, đặc biệt là hợp tác với đối tác nước ngoài. Đổi chính xác đến đâu thì tôi chưa thể cho các bạn biết vì lý do an ninh đã chính là chúng bay và kích hoạt đầu nổ theo điều khiển của lực lượng phòng vệ. Điều đó thật tuyệt, ông Smetani nói nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về khí tài mới. Tổng thống Zelensky, phòng không Ukraine sẽ được tăng cường. Urenska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 7 tháng 11, Tổng thống Zelensky tuyên bố tăng cường bảo vệ không phận. Ông Zelensky nói, như mọi khi, tôi bắt đầu ngày mới bằng một cuộc hội nghị trực tuyến. Điều cấp bách nhất, tôi được thông báo rằng các hệ thống phòng không Nasam bổ sung đã được đưa vào trực chiến. Và điều đó không phải tất cả lãnh chắn phòng không của Ukraine sẽ được tăng cường hơn nữa. Tôi cảm ơn các đối tác đã giúp đỡ cũng như toàn bộ đội ngũ của chúng tôi đang làm việc trên phạm vi quốc tế. Mỹ phủ nhận việc gây sức ép buộc Ukraine hòa đàm với Nga. NBC News đưa tin, trong cuộc họp ngắn ngày 7 tháng 11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Paten phủ nhận các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ đã khuyến khích Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Ukraine về các cuộc đàm phán ngoài cấu trúc công thức hòa bình, Phó phát ngôn viên nói về báo giới khi đề cập tới kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột. Đảng Dân Chủ Mỹ chặn dự luật hỗ trợ Israel mà không có Ukraine. Reuters đưa tin Đảng Dân Chủ tại Thượng viện ngày 7 tháng 11 đã chặn một dự luật do Đảng Cộng Hòa đề xuất nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Israel mà không gửi bất kỳ khoản tiền nào tới Ukraine. Dự luật được Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo thông qua vào tuần trước đã bị Đảng Dân Chủ chỉ trích vì trì hoãn hỗ trợ cho Kiev và chính trị hóa cuộc xung đột Israel. Kết đây vài tuần, Nhà Trắng đã trình bày một gói tài trợ rộng rãi trị giá 105 tỷ đô, trong đó có 61 tỷ đô viện trợ cho Ukraine, cùng khoảng 14 tỷ đô cho Israel cũng như các hạng mục khác. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện và Chủ tịch mới được bổ nhiệm Mike Johnson, người nói rằng việc ủng hộ Tel Aviv trong cuộc chiến chống lại Hamas là ưu tiên hàng đầu, đồng thời đề xuất một dự luật tài trợ độc lập cho Israel. Để trở thành luật, dự luật sẽ phải được lưỡng viện thông qua, sau đó được Tổng thống Joe Biden ký, người cho biết ông sẽ phủ quyết nếu nó được thông qua. Ông Zelensky, máy bay F-16 đầu tiên của Hà Lan đã có mặt tại Romania. Khi F Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7 tháng 11 cho biết năm máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan đã tới một trung tâm huấn luyện tại Romania để giúp chuẩn bị cho các phi công Ukraine học chuyển loại. Tôi biết ơn Hà Lan và Thủ tướng Mark Rutte vì đã đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi tiếp tục hợp tác để chào đón F-16 bay vào bầu trời Ukraine càng sớm càng tốt, ông Zelensky nói. Bộ Quốc phòng Hà Lan trước đó vào ngày 7 tháng 11 đã công bố 5 chiếc F-16 đang trên đường tới Romania tuyên bố cho biết Hà Lan sẽ cung cấp 12 đến 18 chiếc F-16 cho mục đích huấn luyện, nhưng các máy bay phản lực này vẫn sẽ là tài sản của Hà Lan và sẽ chỉ được bay trên lãnh thổ NATO. AFP đưa tin các máy bay này sẽ được bảo trì bởi nhà sản xuất Lockheed Martin có trụ sở tại Mỹ, đơn vị cũng sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo. Bộ Tài chính Ukraine Kiev rất cần sự giúp đỡ. European Pravda đưa tin ngân sách quân sự của Nga cao hơn gấp đôi ngân sách quân sự của Ukraine vào năm 2024, khiến sự hỗ trợ của các nước đối tác bên ngoài trở nên quan trọng. Điều này đã được Bộ trưởng Tài chính Sergei Markchenko nêu trong một cuộc phỏng vấn với Korea de la Sierra, hãng truyền thông Ý. Ông Markchenko nói về nhu cầu tài trợ của Ukraine cho năm 2024 và tầm quan trọng của việc duy trì sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế cho Ukraine. Theo ông, tỷ trọng chi tiêu quân sự là hơn 50% tổng ngân sách tương đương khoảng 21% GDP cho năm 2024. Theo Bộ trưởng, Ukraine chỉ đạo huy động tất cả các khoản thu ngân sách nhà nước cũng như các khoản vay nội bộ để tài trợ cho chiến sự quân sự. Đồng thời về mặt thuế và vay nợ nội bộ, Ukraine đã đạt tới giới hạn. Nhu cầu tài chính của Ukraine đối với hỗ trợ bên ngoài vào năm 2024 lên tới 41 tỷ đô, nhưng hiện còn thiếu tới 29 tỷ đô. Đồng thời ngân sách của Nga dành cho chiến dịch quân sự là 115 tỷ đô, gấp hơn 2,5 lần so với Ukraine. Ông Markchenko nói, nếu không có sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, chúng tôi sẽ phải giảm đáng kể chi tiêu phi quân sự. Đó là lý do tại sao, Bộ trưởng lưu ý, sự hỗ trợ của Washington cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Nga có thể sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công mới vào Abiyevka. AFP đưa tin, Ukraine đang chuẩn bị cho việc đối phó với một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố Abiyevka sau nhiều nỗ lực gần đây không thành công của lực lượng Moskva nhằm bao vây thị trấn này. Làn sóng thứ ba chắc chắn sẽ xảy ra. Đối phương đang tập hợp lại sau đợt tấn công thứ hai bất thành. Vitali Barabash, người đứng đầu cơ quan quân quản Abiyevka, cho biết hôm thứ ba ngày 7 tháng 11. Ông Barabash cho biết, Nga có thể đã sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công toàn diện tiếp theo vào thành phố, nhưng điều kiện thời tiết hiện không thuận lợi. Lực lượng Nga đã giành được thành phố Bakhmut, vốn gần như bị săn phẳng vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Sau đó kể từ giữa tháng 10, đã tập trung tấn công Avdiivka, một cửa ngõ tiềm năng dẫn vào Donetsk. Nga tiếp tục bào mòn lực lượng Ukraina ở Nam Donetsk. Theo Raiba, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hạ cục đối phương một cách có phương pháp trên các đường tiếp cận Staromayoskoye và Prichutnoye với số trợ của máy bay không người lái cùng pháo binh. Mất quá nhiều nhân sự, Ukraina không thể thực hiện các đợt phản công. Trong khu vực Oleda diễn ra các trận chiến tại khu vực các ngôi nhà gần Nikolskoye cũng như trên các đường tiếp cận Novo-Mikhailovka. Tại khu vực Orikhop, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực tấn công khác theo hướng phép Bovoie. Có sự tham gia của xe tăng thiết giáp, nhưng kế hoạch của họ nhanh chóng bị bại lộ. Nga nhanh chóng sử dụng các thiết bị chống tăng ngăn chặn. Bị mất trung đội đổ bộ cùng một số xe bọc thép, Ukraine rút lui về tuyến ban đầu. Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8 tháng 11 dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8 tháng 11 năm 2023. Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng xe tăng 11 Abrams của Mỹ. Các bức ảnh gần đây do lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy xe tăng 11 A1 Abrams của Mỹ đã được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Những hình ảnh này là bằng chứng trực quan đầu tiên về sự hiện diện của xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ sản xuất trong quân đội Ukraine. Trước đó có thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển ra 31 xe tăng Abrams cho quân đội Ukraine, tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin về việc chúng được sử dụng trong chiến đấu trên mặt trận. Quân nhân Ukraine đã được huấn luyện đặc biệt để vận hành xe tăng Abrams, nhưng hiện có nhiều lo ngại về việc sử dụng chúng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Những lo ngại này xuất phát từ kinh nghiệm sử dụng xe tăng Leopard và Challenger 2 ở Ukraine. Cả hai loại xe tăng này đều đã bị phá hủy trong các trận chiến ở hướng Zaporizhia và Nam Donetsk. Bộ chỉ huy Ukraine có thể sẽ tính đến thực tế này để tranh số phận tương tự cho xe tăng Abrams, hé lộ kho tên lửa khủng Nga tích trữ cho cuộc tấn công mùa đông ở Ukraine. Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã sản xuất 115 tên lửa chính xác cao để tăng cường kho vũ khí mùa đông của Moscow chỉ riêng trong tháng 10. Các tên lửa dẫn đường mới sản xuất bao gồm 40 tên lửa KH-101, 20 tên lửa Kalib, 12 tên lửa Iskander và 9 tên lửa KH-32. Ngoài ra còn có 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và bốn tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinyan. Theo The Kiev Post, ông Skibitsky khẳng định, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với RBK Ukraine rằng, tổng số tên lửa tầm xa của Nga gồm có 165 tên lửa Kelib, 160 tên lửa KH-101, KH-555 và KH-55, cùng đầu đạn, 290 tên lửa Iskander-M và Iskander-K, 80 tên lửa Kinyan, 150 tên lửa KH-22, KH-32, Ông Skibitsky cho biết Nga đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi tiêu thụ điện đạt đỉnh điểm trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Tuy nhiên, ông cho rằng Moscow sẽ khó đạt được kết quả mà họ mong đợi. Hà Lan chuyển máy bay chiến đấu F-16 để huấn luyện phi công Ukraine. Hà Lan ngày 7 tháng 11 đã chuyển 5 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của nước này tới Romania để sử dụng cho việc huấn luyện phi công Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, đây chỉ là một phần trong gói hỗ trợ máy bay F-16 của Hà Lan cho Ukraine trong những ngày tới, Hà Lan sẽ tiếp tục chuyển khoảng 12 đến 18 máy bay chiến đấu F-16 khác. Ngoài máy bay chiến đấu, Hà Lan cũng cam kết sẽ gửi thêm các thiết bị quân sự khác cho Ukraine, trong đó có cả tên lửa Patriot. Ukraine nguy cơ thiếu điện trầm trọng trong mùa đông. Rot đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuliba cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông tồi tệ nhất lịch sử, khi nước này đối mặt với nguy cơ mất điện trên diện rộng do các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Quan điểm Ukraine sắp đối mặt với một mùa đông khó khăn từng được Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov đề cập. Vào tháng 9, ông Danilov cho biết các quan chức hàng đầu của Ukraine đã thảo luận về vấn đề này nhiều lần, đồng thời nói thêm rằng việc cung cấp điện cho người dân cũng tùy thuộc vào cộng đồng mỗi địa phương. Moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev vào mùa thu năm ngoái để đáp trả vụ đánh bom cầu Crimea. Tàu chiến mang tên lửa Nga hư hại nặng sau cuộc tấn công của Ukraine. Ngày 7 tháng 11, tờ Drive dẫn lại các hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy một tàu chiến của Hải quân Nga bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Ukraine hôm 4 tháng 11. Con tàu trong đoạn video được xác định là tàu hộ vệ mang tên lửa Askor thuộc đề án 22800 lớp Karakurt. cấu trúc thượng tầng của Askor bị hư hại nặng sau cuộc tấn công bao gồm hệ thống radar. Ở thời điểm cuộc tấn công diễn ra, Askor đang được neo tại nhà máy đóng tàu Janip ở thành phố Kresh trên bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ thương vong về người khi tàu Escort chưa được hải quân Nga đưa vào hoạt động. Tổng thống Ukraine bây giờ không phải lúc bầu cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để bầu cử. Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nước này đang tranh luận về khả năng bầu cử tổng thống vào năm 2024, chúng ta phải xác định rằng hiện tại là thời điểm phòng thủ, thời điểm chiến đấu mà vận mệnh quốc gia và người dân đặt cả vào đó. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 6 tháng 11 giờ địa phương đây là lúc để đất nước thể hiện sự đoàn kết thay vì chia rẽ. Ông Zelensky cho biết thêm rằng Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức và cần ưu tiên vấn đề quân sự. Nga hay Ukraine chiếm lợi thế trong mùa đông khắc nghiệt. Khi cái lạnh bút giá của mùa đông kéo tới và nhiệt độ trung bình dao động chỉ trong khoảng âm 4,8 đến 2 độ C, cả quân đội Ukraine và Nga đang lên dây cót cho giai đoạn mới của cuộc chiến. Nhiệt độ lạnh giá đôi khi có thể xuống tới âm 20 độ C, có thể cản trở hoạt động của khí tài và thiết bị đạn có thể bị giảm độ chính xác và gặp lỗi nhiều hơn. Độ hao mòn thiết bị tăng, trong khi tuổi thọ pin giảm, gây thêm áp lực cho công tác bảo trì. Máy bay không người lái UAV, đặc biệt là những loại nhỏ như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng, sẽ khó hoạt động hơn khi gặp nhiệt độ thấp và gió tuyết, từ đó bị giảm năng lực giám sát. Nhưng những điều kiện thời tiết mùa đông cũng làm hạn chế tính cơ động của các thiết bị hàng nặng như xe tăng và xe pháo. Thời tiết mùa đông có nguy cơ khóa chặt tiền tuyến cả Nga và Ukraine đều lên dây cót. Cảnh vật mùa đông trơ trọi phủ đầy tuyết trắng, đòi hỏi những kiểu ngụy trang khác để tránh bị đối phương phát hiện. Ngoài ảnh hưởng lên thể chất, như nguy cơ bỏng lạnh và hạ thân nhiệt, cái lạnh và độ ẩm ướt cũng có thể ảnh hưởng tới sĩ khí của binh sĩ, qua đó giảm hiệu quả chiến đấu. Để đảm bảo thành công các chiến dịch mùa đông, cả Ukraine và Nga đều phải chuẩn bị cả về mặt nhân sự và trang thiết bị. Điều này không đơn thuần là chuyển sang đồng phục giữ nhiệt mà còn bao gồm việc huấn luyện tác chiến vào mùa đông. Với Ukraine, có lẽ những khó khăn lớn nhất không chỉ bao gồm cái lạnh mà còn cả rủi ro về cơ sở hạ tầng năng lượng vì việc thiếu điện đe dọa tới mọi thứ từ thông tin liên lạc đến hoạt động của bệnh viện giã chiến nếu cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phiếu Ukraine khẳng định họ không thấy sẽ có khó khăn người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine ông Kirill Budanov đã tuyên bố rằng mùa đông sẽ không ảnh hưởng tới cả phiếu Ukraine lẫn phía nga vì cả hai bên đều đã quen với cái lạnh đồng tình tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía nam Alexander Taranovsky chỉ ra rằng lực lượng Ukraine chủ yếu di chuyển bằng chân mà không có khí tải hạng nặng, nên ít chịu tác động thời tiết. Quân đội Ukraine cũng đã chứng tỏ sự hiệu quả khi tác chiến theo các đơn vị bộ binh nhỏ, thường sử dụng các thiết bị hàng nhẹ. Quan chức Nga cũng tuyên bố họ đã sẵn sàng cho chiến dịch mùa đông trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới thăm miền Nam Donetsk. Nga đã dành nhiều công sức để đảm bảo năng lực tác chiến ở các nhiệt độ khắc nghiệt như việc thường xuyên tập trận tại Bắc Cực. Các ấn phẩm quân sự chính thức cũng hay đề cập tới các cách tác chiến mùa đông như Armisky Sputnik, tạp chí tuyển tập quân sự. Có thể thấy, vì Nga đã dành nhiều sự quan tâm tới khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mùa đông và Ukraine không lạnh như Bắc Cực, các điều kiện thời tiết sắp tới tại Ukraine không phải là trở ngại cho quân đội Nga trong chiến dịch quân sự. Khoảng lặng chuẩn bị cho mùa xuân, diễn biến chiến trường sẽ ra sao trong mùa đông tới và nơi nào sẽ xảy ra các trận đánh còn là một yếu tố chưa rõ. Nhưng một điều chắc chắn là cả hai bên đều cố tận dụng cơ hội để có lợi thế vào mùa xuân tới bất chấp những thách thức, cuộc phản công của Ukraine nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục dù với tốc độ chậm hơn. Thay vì công kích quy mô lớn, Ukraine sẽ tập trung cơ trận đánh có mục tiêu hẹp để tạo tiền đề cho các cuộc tấn công lớn vào mùa xuân. Chiến sự mùa đông giảm tốc cũng tạo cơ hội cho người Ukraine tích lũy kinh nghiệm, sử dụng trang thiết bị do phương tây cung cấp, tích hợp chúng vào đội hình để có các chiến thuật tốt hơn. Có thông tin cho rằng Ukraine đã nhận được tất cả xe tăng M1 Abrams mà Mỹ hứa chuyển giao, cũng như nhiều loại xe bọc thép hệ thống phòng không máy bay không người lái uav và hệ thống chống uav trong khi đó phía nga có thể sẽ tận dụng khoảng lặng tương đối của mùa đông để củng cố vị trí thông qua việc thiết lập các bãi mìn và vành đai chứa ngại vật mới mùa đông cũng giúp tổ hợp công nghiệp quân sự của nga bắt kịp sản xuất cho phép họ giải quyết tình trạng thiếu hụt bao gồm đạn mục tiêu của nga là có được các đơn vị trang bị đầy đủ bám trụ đằng sau các hàng giả phòng thủ vững chắc vào mùa xuân cho phép họ đẩy lùi hiệu quả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của ukraine không giống nhiều đội quân trong lịch sử nga và ukraine không có xu hướng đình chỉ xung đột trong mùa đông bất chấp những thách thức mà thời tiết mang lại thay vào đó hai bên sẽ điều chỉnh chiến thuật để thích ứng với mùa đông khắc nghiệt ở đông âu mùa đông này mang túi cội quý giá và bên nào tận dụng hiệu quả cơ hội này sẽ giành được lợi thế khi mùa xuân tới